quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Ông McConnell đồng ý với ông Biden về việc gộp viện trợ Ukraine với Israel. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cho biết ông đứng về phía Tổng thống Joe Biden trong việc gộp viện trợ Ukraine và Israel lại với nhau, đồng thời lưu ý quan điểm trái ngược nhau của họ về các vấn đề khác trong nước. Ông McConnell cũng phản bác lại những thành viên đảng Cộng hòa khác đang do dự trong việc phê chuẩn thêm quân viện cho Ukraine, cho rằng các khoản quân viện thực sự đang được chi trả nhiều hơn cho kỹ nghệ quốc phòng ở Mỹ khi tăng cường sản xuất vũ khí. Không có người Mỹ nào bị giết ở Ukraine. Chúng ta đang xây dựng lại kỹ nghệ vũ khí cho đất nước. Thượng nghị sĩ McConnell giải thích và nhấn mạnh, người Ukraine đang tiêu diệt quân đội của một trong những đối thủ lớn nhất của nước Mỹ. Thật khó khăn để tìm ra điều gì sai trái trong việc này. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi người Ukraine đang chiến đấu tự bảo vệ mình. Ông McConnell cũng cho biết ông và Tổng thống Biden có cùng một quan điểm khi nói đến việc tài trợ cho Ukraine và Israel và đồng ý rằng ông và Tổng thống giống nhau về đối ngoại nhưng không quá nhiều về các mặt khác. Nước Mỹ viện trợ đáng kể cho Israel hàng năm khoảng 3,8 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Tuần trước, ông Biden thông báo đã gửi yêu cầu ngân sách khẩn cấp tới Quốc hội để viện trợ bổ sung cho Israel và Ukraine, dự kiến lên tới 100 tỷ Mỹ kim. Có 9 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử chiếc ghế của Chủ tịch Hạ viện. Trưa nay là hạn chót để tuyên bố tranh cử chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện. Các ứng cử viên chính thức của Hội nghị Cộng Hòa Hạ viện bao gồm có Jack Berman, Byron Donalds, Tom Emmer, Kevin Hearns, Mike Johnson, Dan Muser, Gary Palmer, Austin Scott và Pete Sessions. Chủ tịch Hội nghị Cộng hòa Hạ viện Elise Stefanik thông báo ở trên mạng xã hội X. Đảng Cộng hòa dự kiến thảo luận về 9 ứng cử viên vào 6 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay. Sau đó bỏ phiếu nội bộ chọn ra người đại diện vào 9 giờ ngày 24 tháng 10. Quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry cho biết, ông dự định tổ chức bỏ phiếu bầu tân lãnh đạo sớm nhất là vào ngày mai. 7 trong số 9 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, ngoài ông Emmer và Scott, nằm ở trong nhóm đã từng bỏ phiếu ủng hộ, không công nhận chiến thắng cho ông Joe Biden ở tại tiểu bang Arizona và Pennsylvania trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020. Vài giờ sau khi xảy ra cuộc bạo loạn ở tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Emmer đang là phó lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện, là vị trí quyền lực thứ 3 ở tại cơ quan này và nhận được sự ủng hộ từ cựu chủ tịch Hạ viện mới bị bãi nhiệm là Kevin McCarthy. Theo ông McCarthy, giờ không phải là lúc để chơi đùa với vị trí chủ tịch Hạ viện. Trong bối cảnh bạo lực đang bùng phát ở Trung Đông, cần giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới Hoa Kỳ và Mexico cũng như là nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông mô tả ông Emmer là người hiểu cách để đảm nhiệm công việc này. Chúng ta cần giúp ông ấy chiến thắng, không chỉ đoàn kết đảng mà còn tập trung vào những vấn đề cấp bách. Ông McCarthy nói, nhưng cũng thừa nhận rằng đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khó khăn. Một nguồn thạo tin nói cựu Tổng thống Donald Trump phản đối tư cách của ứng viên Emmer. Ông Trump trước đó đã từng ủng hộ Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện là Jim Jordan để làm Chủ tịch Hạ viện. Tuy nhiên, Jordan đã thất bại trong 3 vòng bỏ phiếu tuần trước và bị Đảng Cộng hòa rút lại đề cử vào hôm 20 tháng 10. Thăm dò của Rasmussen cho biết Đảng Cộng hòa được tin tưởng hơn về giải quyết tội phạm và thực thi pháp luật. Một cuộc thăm dò gần đây của Rasmussen đã chỉ ra rằng 49% cử tri tin tưởng Đảng Cộng hòa sẽ giải quyết tốt hơn vấn đề tội phạm và thực thi pháp luật, trong khi 38% tin tưởng Đảng Dân chủ hơn. Có thể thấy rằng tình hình tội phạm tăng vọt ở các thành phố do Đảng Dân chủ kiểm soát đã làm tăng lòng tin của cử tri vào Đảng Cộng hòa. Tình trạng tội phạm bạo lực ở nước Mỹ dưới thời Tổng thống Biden đang vượt khỏi tầm kiểm soát, làm dấy lên nỗi lo sợ về an ninh cá nhân trong những năm gần đây. Tội phạm bạo lực như giết người và cướp xe hơi đã gia tăng kỷ lục ở nhiều thành phố trên toàn quốc. Tội phạm có khả năng sẽ trở thành vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2024 và điều này có thể tạo ra khó khăn cho ông Biden và Đảng Dân Chủ. Rốt cuộc, việc bầu cho Đảng Dân Chủ có ý nghĩa gì nếu mọi người cảm thấy lo lắng về sự an toàn của mình? Theo Rasmussen, có lẽ đó là lý do 83% cho rằng tội phạm sẽ là vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới. Đảng Cộng hòa đã kêu gọi sự trở lại bình thường cho đất nước. Điều này bao gồm một hệ thống tư pháp ưu tiên luật pháp và trật tự, thay vì những lý thuyết chính trị cánh tả. Đảng Cộng hòa tin vào việc trừng trị tội phạm và giam giữ họ trong tù, đặc biệt khi họ đe dọa an ninh cộng đồng. Trong khi đó, Đảng Dân chủ đã thể hiện quan điểm ngược lại. Bà Liz Cheney khen Tổng thống Joe Biden lãnh đạo về vấn đề đối ngoại tốt hơn Donald Trump. Tờ báo The Hill đưa tin là cựu dân biểu Liz Cheney nhận định rằng Tổng thống Joe Biden đang lãnh đạo tốt hơn so với người tiền nhiệm trong vấn đề đối ngoại.
Khi phóng viên Jake Tapper của đài CNN hỏi bà Cheney ở trên chương trình State of the Union rằng giữa Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump thì ai lãnh đạo tốt hơn ở trên lĩnh vực đối ngoại, thì cựu dân biểu của Wyoming đã trả lời rằng chắc chắn là Biden rồi. Cựu dân biểu Wyoming bà Cheney cũng lưu ý rằng Donald Trump bị cáo buộc chia sẻ thông tin tình báo của Do Thái cho Nga ngay từ đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông ta, và theo bản cáo trạng do công tố viên đặc biệt Jack Smith đưa ra, ông Trump cũng đã chia sẻ thông tin mật liên quan đến các hành động quân sự tiềm tàng chống lại Iran. Vì vậy, chúng ta nghĩ sao về việc ông Trump không chỉ đứng bên ngoài ủng hộ, ca ngợi những kẻ thù của nước Mỹ và trên thực tế là các tổ chức khủng bố tàn sát người vô tội. Ông ta dường như còn chia sẻ thông tin tình báo vô cùng mật trên thực tế của cả chúng ta và người Do Thái với những quốc gia thù nghịch. Vì vậy, đây là ví dụ mới nhất về lý do tại sao Donald Trump không phù hợp để trở thành Tổng thống của nước Mỹ, theo lời nhận định của bà Cheney. Rủi ro địa chính trị ngày càng tăng đối với hệ thống tài chính. Trong báo cáo định kỳ 2 năm về sự ổn định tài chính vừa được công bố, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed cảnh báo rủi ro địa chính trị ngày càng tăng đối với hệ thống tài chính toàn cầu. Fed bày tỏ lo ngại về nguy cơ căng thẳng địa chính trị leo thang sẽ gây ra mối đe dọa cho hệ thống tài chính toàn cầu trong bối cảnh rủi ro lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm hơn. Báo cáo của Fed cho rằng nguy cơ xung đột ở Trung Đông leo thang, xung đột Nga và Ukraine trở nên xấu hơn có thể làm giảm hoạt động kinh tế và thúc đẩy lạm phát trên toàn thế giới, đặc biệt trong trường hợp chuỗi cung ứng và sản xuất bị gián đoạn kéo dài. Fed cảnh báo hệ thống tài chính toàn cầu có thể thoái lui do giá tài sản, các doanh nghiệp thua lỗ và nhà đầu tư bị ảnh hưởng, bao gồm cả các nhà đầu tư ở Mỹ. Dù vậy, hệ thống ngân hàng nhìn chung vẫn vững chắc và người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp cho đến nay đã chứng tỏ khả năng thích ứng với lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp lạm phát kéo dài buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất hơn nữa, Fed cảnh báo biến động thị trường sẽ gia tăng và suy thoái kinh tế sẽ trở nên trầm trọng hơn, khiến các gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương sẽ buộc phải cắt giảm chi tiêu. Vì giá nhà đắt đỏ đã khiến hơn 800.000 người rời bỏ tiểu bang California trong năm ngoái. Số liệu mới từ thống kê dân số cho thấy có hơn 800.000 người cư dân dọn ra khỏi tiểu bang California đến các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ chỉ trong năm ngoái. Theo đài KCLA, có đến 817.000 người rời khỏi California trong năm ngoái, nhưng chỉ có 475.000 người dọn đến, nghĩa là tiểu bang mất khoảng đi 342.000 cư dân. Cũng như những năm trước, Texas là tiểu bang có nhiều người từ California dọn đến nhất, với khoảng 102.000 người trong năm ngoái, bởi vì chi phí sống rẻ hơn, nhưng không nhiều người đến như là năm 2021. Những tiểu bang khác có nhiều người ở California dọn đến, đó là Arizona, Florida, Washington và Oregon. Ông Manuel Pastor là giáo sư xã hội học của Đại học USC cho biết, chúng ta đang mất nhiều cư dân trẻ và sẽ tiếp tục thấy nhiều người dọn đến những nơi có giá nhà rẻ hơn. California có việc làm tốt, nhưng giá nhà quá cao, điều đó làm hại nhiều gia đình trẻ và các gia đình nhập cư. Địa điểm ít người ở California dọn đến nhất, đó là Delaware, chỉ có khoảng 600 người. Tuy dân số giảm đến mấy trăm ngàn, nhưng California vẫn có khoảng 39 triệu dân và vẫn là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ. Đi nghỉ mát về, phát hiện nhà mình bị phá tan hoang. Trở về từ chuyến du lịch dài ngày, bà Susan Hodgson sốc khi trước mặt là đống đổ nát thay vì ngôi nhà mà gia đình bà đã gắn bó lâu năm. Ngôi nhà của bà Hodgson nằm trên đại lộ Leawood ở khu vực tây nam thành phố Atlanta, Georgia. Ngôi nhà làm bằng gỗ được bảo quản cẩn thận trong gần 15 năm qua. Cả sân vườn cũng được cắt cỏ và dọn dẹp sạch sẽ. Mọi loại thuế liên quan đến căn nhà đều được đóng đầy đủ. Bà Hodgson kể lại khi bà đi nghỉ mát vào tháng trước, một người hàng xóm đã gọi điện hỏi có thuê ai đến phá dỡ nhà không. Bà Hodgson trả lời rằng không, thế là người hàng xóm đáp, ồ, vậy thì có ai vừa đến đây đập phá và dỡ toàn bộ nhà bà xuống đấy. Bà Hodgson vội vàng nhờ một người thân đến xem xét tình hình và hỏi giấy phép của đội ngũ phá dỡ. Khi người quản lý đội kiểm tra lại giấy phép, anh ta thừa nhận mình đã phá dỡ nhầm địa chỉ. Bà Hodgson cho biết đã báo cáo với cảnh sát và làm việc với luật sư, nhưng sự việc chưa được giải quyết. Công ty phá dỡ căn nhà của bà Hodgson tên You Call It, We Haul It, một công ty dọn rác xây dựng đã hoạt động 30 năm ở thành phố Atlanta. Trao đổi với kênh Fox 5, You Call It, We Haul It thông báo họ đang điều tra và giải quyết sự việc. Song theo hãng tin AP, đến ngày 22 tháng 10, bà Hodgson vẫn chưa được liên lạc bởi công ty liên quan. Tôi phát điên lên, tôi cứ tự hỏi rằng đây có phải là một trò đùa không? Tôi quá sốc. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.